Thời thượng đế mà, Thiên Tâm cũng là thượng đế. Thì con cũng có giải thích cái kiểu mà thì chỉ nói thì đạo nào thì mày theo cũng được, nhưng mà miễn sao đạo gia đình cha mẹ mày đừng bỏ được rồi. Nhưng mà trong đó sư phụ có nói con đang là đạo công giáo, con cũng vẫn tiếp tục đi nhà thờ đọc kinh công giáo mà. Thiên Tâm mình ô bình mà. Còn khi nào mà con thích đọc kinh của Thiên Tâm riêng á thì con đọc thêm. Cái sư phụ cũng bình thường khuyên đệ tử đạo công giáo vẫn đi nhà thờ cho gia đình có sự vui vẻ trước. Chứ đâu có ấy đâu. Sư phụ, như vậy là mình không có thay đổi gì hết, đạo Phật vẫn thờ Phật, vẫn cúng lại ở nhà không sư phụ? Vẫn bình thường hết, Như mình ngày giỗ ông bà rồi mình cúng lại, cũng ăn cũng bình thường. Ông bà mới quan trọng mà, Thiên Tâm là chú trọng là phải kính hiếu cha mẹ mà, còn thưa sư phụ, như của con bán quyền ở mà. quê Việt Nam đó, mỗi lần con về đó trong làng có lâu lâu có cái dịp ở giỗ tổ, giỗ lăng Tiền Hiền bổn thổ đó, là cả làng đều chung tay góp sức tới, nhưng mà con gian ai muốn lại vô lại mình có lạc lại nữa hay là mình Vẫn thế, vẫn bình thường. dạ con bán Tại sư vì Hữu có nói từng rồi, tà mà hành xử chánh thì vẫn là chánh. Còn mấy ông thầy chánh mà hành xử tà, là hành động của ổng vẫn là tà. Cho nên ở làng, ở miếu mình, cái những vị thần miếu này miếu nọ đó, là nếu mà họ làm tốt cho làng là chánh, thì mình nên giúp. là lăng Tiền Hiền đó sư phụ. À, có tốt, là đi hiện tốt. Dạ. Chứ không phải như công giáo cái gì cũng né né người ta, còn Phật giáo cái gì cũng né né. Mình là Thiên Tâm là thần thánh, hỡi mà chánh tức là chánh. Nhưng mà cuối cùng những gì đó cũng quy cha hết. Còn mình là tự tự trên gốc, mình là giống như khâm sai đại thần của cha, cứ đi xuống hết, thần thánh Bồ Tát đạo tiên gì mình cũng vô hết. Họ hành xử tốt là mình giúp họ, hiểu không? Thôi mình đâu có mất gì đâu vậy phụ, Mình không mất gì đạo hết, không mất tại gì mình là hết. cái gốc, cái gốc cây. Họ là nhánh nhánh nhỏ nhỏ nè, một cái nhánh cái gốc cây rồi cái nhánh nhỏ, còn mình là cái gốc, là cha rồi, Thiên Tâm là của cha mà. Con cũng nói với những người làm con vậy mà họ không tin, nó nói anh theo đạo Thiên Tâm, anh đâu có đem mấy tượng Phật anh gửi cho chùa đâu, anh đâu có đem nồi ông bà anh dẹp luôn đó, anh vẫn thờ nguyên như vậy mà, anh đâu có chỉ thêm cái hình cha mẹ rồi Hình cho mẹ thôi, thêm một bước nữa thôi, đúng. chỉ có vậy thôi chứ đâu Hồi phải là xưa đó thêm. là Phật tử đeo cái nhánh cây khô này, bây giờ gấp gãy. Bây giờ sư phụ đưa cái gốc, ôm muôn cái gốc thì nó cũng vậy thôi, tức là vẫn kính hiếu ông bà, vẫn thờ Phật, học Phật. Còn đạo công giáo thì học công giáo nhưng mà biết thờ cha mẹ. Vậy tới ngày Đây giỗ của cha mẹ con làm giỗ cha mẹ, anh chị em tới nhà con đọc kinh cũng vẫn được. Ồ, giờ đọc kinh Chúa. Dạ. Tại họ người Chúa còn đọc kinh Chúa. Đừng đọc kinh Thiên Tâm. Họ không có hiểu. Giống nhau hết. Tại vì mỗi cái thời đại cha sai cho bộ xuống lập đạo là vì thời đó là phải như vậy. Thời xưa Chúa Giêsu mà kêu người ta ngồi thiền đọc kinh sao người ta làm nổi. Còn thời nay á, mà kêu người ta ăn hiền ở lành làm sao người ta làm nổi. Nó phải có cuốn kinh để mà gài người ta vô theo cái những cái dòng chữ đó thì cái đầu người ta mới được trước mình. Chứ Chúa chỉ ngón tay lành hiền hiền lành đúng không? Thời nay con kiểu hiền lành á, nước cười giọng mày chết hiền lành. Đúng không?